cho tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn thiếu canh hành trụ cá voi. Đúng mình đẹp chứ vậy. Xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mấy mai đừng ai lấy hai con như của em ơi. Đừng vứt á, đừng tưởng nữa.
Chứ sao? Ba ơi, bài tiếng Nhật. Ơi, quên.